Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Hòa Bình nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 9%. Huyện Đà Bắc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Năm ứng viên chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh tranh luận trên truyền hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới sự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Lê Xuân Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng hơn 400 Phật tử tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 25.000 Phật tử và số lượng này ngày càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt ngày càng được trẻ hóa, trí thức hóa. Trong thời gian qua, Ban trị sự đã động viên Phật tử thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, nhất là cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động ngày vì người nghèo và các phong trào xây dựng chùa cảnh tiên tiến, chùa cảnh văn hóa. Trong thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, góp phần cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Đại hội cũng đã thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, Ban trị sự tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc nói chung và Phật giáo nói riêng trong xã hội, nhằm đưa Phật giáo tỉnh tiếp tục phát triển, hoạt động đúng theo các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân. Đại hội đã bầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật giáo, Phật sự của tỉnh giai đoạn 2017-2022. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 7, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, triển khai các phong trào thi đua do các cấp phát động, đảm bảo phù hợp, cụ thể với tình hình của từng đơn vị, góp phần thúc đẩy hoạt động thi đua vào thực chất. Làm tốt công tác phổ biến quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ công chức viên chức, người lao động. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên. Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thu hút được sự tham gia của cán bộ công chức viên chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được sao. 6 tháng cuối năm, khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh, khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, cơ quan phát động. Thi đua thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức, thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Đến hết tháng 6 năm 2022, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.482 tỷ đồng, bằng 38% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 31% so với số kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các chủ đầu tư đã đôn đốc việc giải ngân số kế hoạch vốn đầu tư công được giao từ đầu năm. Số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đã giải ngân của tỉnh đạt 38%,
cao hơn ước giải ngân kế hoạch đầu tư công của cả nước đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 27,8%, theo báo cáo của Bộ Tài chính. Bên cạnh một số chương trình dự án có kết quả giải ngân khá từ 50% trở lên như vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí đạt 60%, nguồn thu sổ số kiến thiết 55%, còn một số chương trình dự án có tỷ lệ giải ngân chưa cao như vốn ngân sách trung ương trong nước đạt 35% và vốn nước ngoài đạt 24%. Tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân các dự án. Trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh vốn sang các dự án có đủ điều kiện giải ngân nhằm thúc đẩy tỷ lệ giải ngân và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Huyện Lạc Thủy phấn đấu đến năm 2025 có 4 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn này, phấn đấu huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân số tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong huyện đạt 18,25 tiêu chí một xã. Phấn đấu chuẩn hóa từ 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, huyện Lạc Thủy tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn, xây dựng nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đến nay, diện mạo huyện Lạc Thủy có nhiều đổi thay rõ rệt, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao, chất lượng giáo dục, y tế được bảo đảm, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần. Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 6 tháng đầu năm nay, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho nhân dân, trong đó tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế, quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có trên 779.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 89% dân số. 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ tranh thủ huy động nguồn lực các tổ chức cá nhân cho mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, đảm bảo tính công khai minh bạch trong đóng và hưởng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, nghị quyết của tỉnh ủy đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 9% trở lên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thành phần kinh tế, nên 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Do vậy, để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2022, là mục tiêu xuyên suốt và cũng là nhiệm vụ hàng đầu được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các sở ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù 6 tháng đầu năm 2022, các lĩnh vực ngành công thương đều có giá trị tăng so với cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,9%, quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,7%. Các nhóm ngành sản xuất có sự phục hồi nhanh, giá trị xuất khẩu tăng 21,38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu năm 2022 đề ra là tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tăng 13,3%, vẫn là thách thức không nhỏ với ngành công thương. Vì vậy, những tháng cuối năm, ngành công thương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng. Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Ngoài giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ những khó khăn về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp để tiếp cận với các dịch vụ của ngành, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tăng cường tỉ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế trong thời gian tới, đặc biệt là những 6 tháng cuối năm, tháo gỡ những khó khăn cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh chúng ta. Năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong khi đó, dự báo còn rất nhiều khó khăn.
Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 9% trong năm 2022, thu ngân sách đạt hơn 6.000 tỷ đồng, các cấp, các ngành, các địa phương đã và đang triển khai những giải pháp quyết liệt thực hiện các đột phá về chiến lược, hạ tầng, nguồn nhân lực, các lĩnh vực thu hút đầu tư để thực hiện các chỉ tiêu ngay trong những ngày đầu quý 3, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022. Chung là tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư để các cái dự án đầu tư sớm triển khai và đi vào sản xuất. Đối với đầu tư công thì huyện cũng tăng cường các biện pháp để mà tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục để các cái dự án đầu tư công sớm được đấu thầu và triển khai và thúc đẩy cái giải ngân các cái dự án mà hiện nay đang triển khai rồi. Để như đối với nông nghiệp thì tăng cường cái phòng trừ dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất đúng mùa màng mùa vụ và phòng chống lũ bão tốt để bà con đạt được cái kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, để thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022, tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành lãnh đạo chỉ đạo theo hướng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phân cấp quản lý để tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, sắp xếp bố trí lại vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường cải tạo cái môi trường đầu tư kinh doanh, tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và quan trọng là kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là tổ trưởng thì sẽ phải thường xuyên bám sát giao ban và xử lý các cái công việc vướng mắc, phải tập trung là chuẩn bị và tạo các điều kiện thuận lợi để tiến hành giải ngân, đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh cái việc sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, trong đó nâng cao chất lượng công vụ. Hy vọng rằng với quyết tâm chính trị cao cùng nỗ lực thực hiện của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đề ra. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, huyện Đà Bắc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Huyện Yên Thủy chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất vụ mùa hè thu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là tiêm mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và các mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, ở một số địa phương, người dân vẫn còn chủ quan, chưa chủ động đi tiêm vaccine, khiến cho việc đẩy nhanh tiến độ, tiến tới bao phủ vaccine phòng COVID-19 gặp không ít khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Đà Bắc. Tiêm mũi nhắc lại mũi 4 của mình rồi ấy. Cô không tiêm à? Cô ơi, làm sao mà cô không tiêm? Cô ơi, thế thì sau đợt ốm này thì mình sẽ chủ động liên hệ để được tiêm mũi 4 nhá. Thay vì người dân chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng COVID-19 như thời gian trước đây khi dịch đang bùng phát mạnh, hiện nay cán bộ y tế phải gọi điện cho từng người để nhắc nhở mọi người đi tiêm phòng mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Thế nhưng cũng chẳng mấy người mặn mà với việc đi tiêm vaccine với nhiều lý do khác nhau. Trong một buổi sáng, tại trạm y tế thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, mới chỉ có hơn chục người đến tiêm. Cái việc vận động người dân tiêm mũi 4 nó rất là khó khăn bởi vì thực ra là họ báo họ đến tiêm nhưng họ đồng ý đến tiêm xong rồi đến lúc họ lại không đến tiêm. Và cái thứ hai là nhiều người có quan điểm là mắc rồi thì tôi cũng không làm sao cả, thế nên không ai muốn đi tiêm. Nhưng mà bây giờ thì người dân lại cảm thấy là mình tiêm vaccine và vẫn bị. Nhưng người dân không hiểu, người dân không đề cao cái việc phòng bệnh và phòng các biến chứng do bệnh gây lên.
người dân chưa nắm bắt được những cái kiến thức đấy về bệnh trong cái công tác mà phòng dịch này, nên chúng em rất là khó khăn trong việc mà gọi và vận động tiêm mũi 4. Hiện nay trên địa bàn huyện Đà Bắc có trên 5.000 người từ 12 đến 17 tuổi và có 6.700 người từ 5 đến 11 tuổi. Tính đến ngày 15 tháng 7, huyện Đà Bắc đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, đạt 99,79%, mũi 2 đạt 96,6% và mũi nhắc lại lần 1 đạt trên 1.000 người. Tại các địa điểm, quy trình tiêm đảm bảo an toàn, học sinh tiêm phải có sự đồng ý của người giám hộ. Trước khi tiêm, các em học sinh được tư vấn khám sàng lọc. Tuy nhiên hiện nay, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng này đang gặp khó khăn do nhiều gia đình chủ quan, cho rằng các em đã mắc COVID-19 rồi nên không cần tiêm vaccine. Hơn nữa, lứa tuổi này là học sinh đang trong thời gian nghỉ hè. Việc tập hợp các em để tiêm vaccine rất khó. Đối với trẻ từ 12, từ 5 tuổi đấy, 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến 17 tuổi thì trạm y tế cũng phối kết hợp với ban chỉ đạo xã, cũng tổ COVID cộng đồng và đặc biệt là ban giám hiệu của các nhà trường cũng tuyên truyền vận động các phụ huynh đưa cháu đến tiêm, thì mặc dù thì cái tỷ lệ tiêm thì cũng chưa đạt do là các cháu mắc COVID ấy, chưa đủ 3 tháng để tiêm nên là cái tỷ lệ tiêm thì cũng chưa được hiệu quả cao, và trạm cũng đang tiếp tục cùng với ban chỉ đạo và nhà trường tuyên truyền để cho các cháu khi đủ thì thời gian COVID, mắc COVID sau 3 tháng thì là đưa các cháu đến tiêm. Huyện Đà Bắc có trên 47.000 người từ 5 tuổi trở lên phải tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có trên 35.000 người trên 18 tuổi. Tính đến ngày 15 tháng 7, toàn huyện có 98% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi. Tuy nhiên, mới chỉ có chưa đến 1.000 người tiêm đủ 4 mũi. Để đảm bảo việc bao phủ vaccine cho các đối tượng, huyện Đà Bắc đang thực hiện tổ chức tiêm di động đến từng khu dân cư, tuyên truyền vận động người dân đến tiêm phòng. Đặc biệt là hiện nay đang có nhiều biến thể mới, khả năng lây lan nhanh và người dân có thể tái nhiễm nếu không tiêm phòng đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, vì vậy để đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất vụ mùa hè thu 2022, ngay từ rất sớm, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các xã thị trấn, công ty khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện các biện pháp tích nước, kiểm tra bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị, các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để chủ động ứng phó với thiên tai dịch bệnh ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện bám sát cơ sở để chỉ đạo hướng dẫn người dân làm đúng quy trình sản xuất, gieo cấy đúng lịch thời vụ, cũng như thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp nhằm tiết kiệm nước, giảm chi phí vật tư nông nghiệp. Các xã thị trấn hợp tác xã nông nghiệp rà soát diện tích ruộng lúa thiếu nước không thể sản xuất hoặc sản xuất lúa hiệu quả thấp để vận động người dân chuyển đổi sang các cây trồng khác phù hợp mang lại hiệu quả cao hơn. Các đơn vị ngành chuyên môn của địa phương phân công cán bộ tăng cường hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy cho nông dân. Để đảm bảo năng suất sản lượng lúa, đồng thời bố trí hợp lý giống trên cơ sở xem xét cụ thể điều kiện sản xuất, tăng tỷ lệ cơ cấu hợp lý các giống có thời gian sinh trưởng rất ngắn trên diện tích gieo cấy muộn để đảm bảo được lịch thời vụ gieo trồng. Xã cũng đã tổ chức xây dựng cái kế hoạch làm giao thông thủy lợi cho những cái hệ thống kênh mương nội đồng cũng như là hệ thống của tưới tiêu của xã. Thì được cái năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên các cái hệ thống kênh, các cái hệ thống hồ chứa là cũng cơ bản về nước đảm bảo cái diện tích tưới cho cái vụ mùa hè thu này. Vụ mùa hè thu năm nay, toàn huyện Yên Thủy phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt trên 4.600 ha, trong đó lúa 2.760 ha, ngô 835 ha, rau đậu các loại 530 ha. Những ngày này, các địa phương đang tập trung nhân lực phương tiện để đẩy nhanh tiến độ sản xuất đúng lịch thời vụ. Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường kiểm tra kênh mương, điều tiết nước hợp lý, tích cực bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình trong từng đợt tưới, không để lãng phí nguồn nước, đảm bảo nước tưới, nhất là nước tưới cho các chu kỳ sinh trưởng của cây lúa. Huyện cũng đã có kế hoạch sử dụng và điều tiết cái lượng nước để đảm bảo cái diện tích gieo cấy của vụ mùa hè thu, cái diện tích mà các cái hồ chứa chúng tôi đã tích nhiều nước và cũng đảm bảo cái lượng nước cấy cho vụ mùa hè thu này.
Ngoài ra thì trên địa bàn huyện thì cũng đã vẫn duy trì đảm bảo vận hành cái 11 cái tổ hợp tác dùng nước là phục vụ cho công tác tưới tiêu. Hiện nay thì trên địa bàn huyện cũng cơ bản đảm bảo trên 60% là cái hệ thống cứng hóa cái mương. Thế, tuy nhiên thì do cái lượng hồ đập trên địa bàn huyện ít thì chúng tôi cũng đã tận dụng và cũng đã khuyến cáo bà con nông dân sử dụng nhiều giống tiết kiệm nước và các chế độ canh tác đảm bảo kỹ thuật. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tình trạng thiếu nước có thể xảy ra. Vì vậy, cùng với tăng cường chỉ đạo các địa phương có biện pháp chăm sóc phù hợp nhằm tiết kiệm nước, giảm chi phí vật tư nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống kênh mương hồ đập để mở rộng phạm vi khả năng tưới, phát triển thủy lợi nhỏ, kiên cố kênh mương, mở rộng phạm vi tưới chủ động, đảm bảo cho phần lớn diện tích sản xuất đủ nước tưới. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Cuộc chạy đua vào vị trí thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo của Anh đang nóng lên. 5 ứng cử viên tham gia tranh cử ngày 17 tháng 7 đã có cuộc tranh luận trên truyền hình kéo dài 1 giờ. 5 ứng cử viên đã vạch ra kế hoạch của mình trong cuộc tranh luận trên truyền hình. Các ứng cử viên đã tranh luận về các vấn đề như cắt giảm thuế, Brexit và niềm tin của công chúng. Cả 5 ứng cử viên đều cho biết sẽ không kêu gọi một cuộc bầu cử sớm nếu được bầu làm thủ tướng. Cuộc tranh luận gắt gao nhất là cuộc tranh luận giữa cựu thủ tướng Rishi Sunak và ngoại trưởng Liz Truss. Họ đang đưa ra những phương pháp để kiềm chế chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi vẫn phát triển nền kinh tế. Các nghị sĩ đảng bảo thủ sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ 3 trong ngày 18 tháng 7 để lựa chọn ra 2 ứng cử viên cuối cùng cho chức Thủ tướng Anh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa thông báo sẽ có chuyến thăm chính thức Iran vào ngày 18-19 tháng 7, theo lời mời của người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Iran Raisi sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Hợp tác cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ-Iran tại Tehran vào ngày 19 tháng 7. Bên cạnh quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và toàn cầu cũng sẽ được thảo luận. Theo thông cáo, Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lần thứ 7 do Tổng thống Iran chủ trì. Dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình ở Syria, cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố, mối đe dọa đối với an ninh khu vực, các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị, tình hình nhân đạo và sự tự nguyện hồi hương của người dân Syria. Italia vừa ghi nhận thêm gần 90.000 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên hơn 20 triệu ca kể từ tháng 1 năm 2020. Đây là cột mốc mới nhất trong một loạt các cột mốc liên quan đến đại dịch COVID-19 tại Italia. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Italy là quốc gia thứ 7 chính thức có trên 20 triệu ca mắc COVID-19. Số ca mắc mới tại Italy đang gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, với số ca hàng ngày thường xuyên lên tới trên 100.000 ca. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong và số lượng bệnh nhân phải cấp cứu vẫn thấp hơn nhiều so với thời đỉnh điểm của đại dịch. Số liệu do Bộ Y tế và Viện Y tế Quốc gia Italy công bố cho thấy số ca mắc mới tại Italy tiếp tục xu hướng tăng trong tuần 8 đến 14 tháng 7, tăng lên 1.158 ca trên 100.000 dân. Tuy nhiên, mức độ lây lan của dịch đã giảm xuống còn 1,34 trong giai đoạn từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 so với mức 1,4 giai đoạn trước. Ngày 17 tháng 7, một chiếc máy bay chở hàng đã bị rơi ở Hy Lạp. Toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay này đều được xác nhận là đã thiệt mạng. Chiếc máy bay mang số hiệu Antonov An-12 chở 11 tấn vũ khí đã bị rơi ở miền Bắc Hy Lạp khi đang trên đường từ Serbia đến Bangladesh. Toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay đều thiệt mạng. Phi công đã xin hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh do gặp trục trặc về động cơ. Tuy nhiên, máy bay vẫn bị rơi gần thành phố Kavala. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận tất cả 8 nạn nhân nói trên đều là công dân Ukraine. Do chở hàng hóa gây nổ, bao gồm cả mìn, nên các nhà chức trách đã sử dụng máy bay không người lái để tiếp cận địa điểm máy bay rơi. Ngày 17 tháng 7, lễ hội Gion thường niên đã được tổ chức tại thành phố Kyoto của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, lễ hội này được tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lễ rước được tiến hành vào buổi sáng ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương sau khi một trẻ trong trang phục truyền thống trên chiếc xe rước dẫn đầu dùng kiếm cắt sợi dây thiêng kéo dài trên một trong những tuyến đường chính của thành phố Kyoto.
Lễ hội Gion được cho là có từ hơn 1.000 năm trước với mục đích cầu mong dịch bệnh chấm dứt. Tổng cộng có 23 chiếc xe rước di chuyển dọc theo các tuyến phố với những lời cầu nguyện tránh thiên tai bệnh dịch. Theo cảnh sát địa phương, khoảng 140.000 người đã xếp hàng dài trên các con phố để hòa vào không khí của lễ hội. Dự kiến một cuộc diễu hành khác của lễ hội sẽ được tổ chức vào cuối tuần tới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HVTV. Kính chào, tạm biệt.